Bố này, riêng con lợn sắn mà làm ở chỗ nào Hà Nội bố luôn. Nó làm nhân viên, bố cướp nhân viên luôn. Tuổi gì mà làm được nhân viên? Cho đẻ nó phá luôn. Nick đẻ sắn đi. Từ giờ tao này, thằng sắn ba số Hải Phòng không còn là con. Con như thế là cái nữa, thấy à? Tao tuyên bố truyền tất cả thiên hạ anh em xã hội, từ giờ sắn ba số Hải Phòng không còn là con tao nữa. Nó ra xã hội thằng nào phang nó thoải mái, tao không bảo kê rồi nữa. Anh bao tuổi anh ơi? Thế bạn bằng tuổi bạn bằng 92 à? 91 thì bạn bằng nhau. Bạn là không bằng nhau thôi. Bạn ở đâu ơi? Gần nhà anh ơi, em đi làm. Gần nhà đang ở tỉnh nào? Người đâu? À đây à, ok, thế mấy mới ra nha. Rồi, Hà Tây chỗ nào Hà Tây? Ở đâu Hà Tây? Thành Ngoài gần Bình Đà không? Đây trước xuống Thành Ngoài suốt nha, ok nha. Ok. Sẵn đang tìm. Đâu thằng cô sắn đâu? Ô, thằng sắn này vòng ba số không còn là con tao nữa, thì bố cả xã hội luôn. Từ giờ nó không còn là con tao nữa, ra xã hội thằng nào thích làm gì tùy, tao không bảo kê dung túng rồi nữa.